Xin trân trọng kính mời hai đồng đạo chúng ta đến diễn đàn để diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Thương quá sức nên ta bệnh rình, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thể vàng còn chốn mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bốn đạo lấy lời đức sắc, mà chẳng tu là bởi không ơn. Chở nước sâu mà bể gào thưa, dân đông đạo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hạn chó mưa. Đặng tố tràn tâm ý người xưa, chữ thảm thâm trong kinh Phật giáo. Nền chân lý chung chế rằng lao, mà nào ta có lợi dụng ai. Trong bá gia nhiều ít lòng trai, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dịnh giới cấm xưa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lộn cũng là trì chí. Chờ thiên địa châu nghi phục thì như đời xưa có gã tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tối thiểu mà an ba tánh. Đời vật gấp văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền vật vật giết lẫn nhau. Động lòng hiền chư Phật đớn đau, cho kinh sấm rải răng trần thế. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Ngô Văn Dũng, giáo lý viên Ban trị sự Trung ương đến diễn đàn trình bày với đề tài của mình trong bài lời khuyên bổn đạo. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Đức Thầy tôn kính. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền địa phương các cấp, kính thưa ban tổ chức cũng như ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trường, kính thưa các vị trưởng phó ban
trị sự xã bạn lân cận đến tham dự buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Kính thưa quý ông bà, cô chú cùng toàn thể chư quý đồng đạo hiện diện kính mến, hôm nay tôi có duyên lành được đứng nơi đây trao đổi đạo pháp cùng toàn thể chư quý đồng đạo của chúng ta trong một tinh thần cao cả, đó là thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, để chúng ta để cùng nhau đồng tu đồng tiến đến một cảnh giới tốt đẹp yên vui mà Đức Thầy đã mong ước. Ước trăm họ nhẹ nhàng có cánh, đồng bay về cực lạc một đàng. Trước tiên thưa chư quý đồng đạo, chắc ai cũng muốn về cõi cực lạc, ai cũng muốn mình cho cuộc sống yên vui và hạnh phúc, phải không chư quý vị? Hiện tại thì mình được yên ổn khi bỏ xác thân này, là mình trở về đến cảnh giới yên lành của Đức Phật A Di Đà, hay là trở về cảnh giới của mười phương chư Phật, hay là trở về đến cảnh giới mà Đức Thầy của chúng ta hằng ao ước. Thì điều này người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ai cũng mong được như thế. Vì sao vậy? Vì chúng ta được hấp thụ ánh quyền quán soi gọi của Đức Tôn Sư, một vị Phật lâm phàm ra tay tế độ, lòng từ bi bác ái của Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta. Hôm nay chúng ta đã gặp một nẻo sáng, một lối đi, một con đường trăng hạnh phúc do Đức Thầy chỉ dạy. Đó là một vị Phật mà chúng ta rất là vui mừng, hy hữu. Và một điều rất là đáng quý, đó là gì? Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật dậy thì xuống đây. Bởi lẽ chúng ta biết rằng trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so. Nhìn xem cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng Ngài. Vậy thì ta đã gặp Phật mà quy y theo giáo lý của ông Phật, mà giáo lý ấy không phải là truyền thừa từng bằng miệng, bằng tay, bằng viết của là tổ tổ tương truyền, mà chính tay của một ông Phật viết ra. Hay không quý vị? Rất là quý ở đó, hạ bút thần thơ đã đề khai. Vậy thì chúng ta đã gặp gốc rồi, chỉ bây giờ chúng ta chỉ tầm gốc. Chúng ta đã gặp ngay chân cái đạo chân chính, đạo vô vi của Phật ân cần nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Bây giờ chúng ta chỉ còn là gì? Chỉ còn tu, còn trở lại cái gốc Phật của mình. Nói tóm lại là chúng ta quay về chính với bản thân mình, chính ông Phật tự tánh của mình. Mà con đường chính, cái con đường ông Phật tự tánh của mình thì Đức Thầy cho chúng ta được biết. Đức Thầy nói như thế nè: ngưỡng cửa trường sinh bất chỉ có các trò, nay đã gặp nẻo nương đèn trí huệ, ly xuất phàm trần chán cảnh phồn quá, tìm nơi tịch tịnh. Thì cảnh giới tịch tịnh là cảnh giới Niết Bàn. Cảnh Niết Bàn là nơi cứu cánh. Như vậy là mình đã gặp nẻo, bây giờ chúng ta chỉ còn tu à. Mà chúng ta tu á, thì bây giờ chúng ta về cõi Phật, hay là về cõi tiên, hay về cõi thánh, đó là do mình tu tập, hay chư quý đồng đạo. Bởi giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là giáo lý học Phật tu nhân, vì đạo pháp, vì dân tộc. Đức Thầy không phải chỉ dạy cho riêng người hạng xuất gia, người tu hành giải thoát, mà Đức Thầy còn chỉ hết tất cả vạn loại chúng sinh. Và sự tu học Đức Thầy đã chỉ dạy không phải chỉ có một mức, đó là thành Phật không, mà lần lần bước lên thành Phật, về làm dân Phật quốc, hay là về cảnh giới cực lạc, hay về là cõi trời, hay là chúng ta vào nhập thánh, hay là thành Bồ Tát, hay là thành Phật. Đó là tùy theo nơi cái nguyện lực và tu học của mình. Nhưng mà trên tất cả con đường đó, chúng ta muốn trở lại con đường hạnh phúc và giữ trong sáng vốn có của nền đạo, thì chúng ta phải nghe lời của Đức Thầy chỉ dạy, phải giữ giới luật, phải hơn chư quý đồng đạo. Mà hôm nay chúng tôi đã gặp gỡ cùng toàn thể quý vị với một điều, đó là lời khuyên bổn đạo 8 điều gan cấm của Đức Thầy. Vậy trước khi trao đổi qua đề 8 điều gan cấm, một nền tảng căn bản trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, thì xin quý cô bác cùng toàn thể quý vị đồng đạo chúng ta nơi đây cũng cho phép tôi gửi đến cùng toàn thể quý vị lời chúc phúc an lành, lời dẫn an sức khỏe cùng toàn thể chư quý đồng đạo.
và cả gia quyến trong gia đình và lời chúc phúc tốt đẹp nhất của chúng tôi. Thưa chư quý đồng đạo, thì hôm nay chúng tôi gặp gỡ cùng toàn thể quý vị đến khoảng là 9 giờ rưỡi trở lại, không cho hơn, chắc 9 giờ 20 thôi, trên một tiếng đồng hồ. Bởi vì 8 điều gân cấm hết sức là dài, nhưng mà chúng tôi cố gắng cô đọng. Mà đề này thì chúng tôi ít có thiết lắm, do sự yêu cầu của toàn thể chư quý đồng đạo của chúng ta. Thôi bây giờ chúng ta cứ đi thẳng vào, hai quý đồng đạo cứ đi thẳng vào lời khuyên bổn đạo mà Đức Thầy đã chỉ dạy cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, để chúng ta bắt đầu theo dõi và chúng ta thấy rằng tầm quan trọng sâu sắc của Đức Thầy chỉ dạy giáo pháp học Phật tu nhân trong lời khuyên bổn đạo nó có những gì. Thưa chí quý đồng đạo, chúng tôi cũng xin nói một chút về lời khuyên bổn đạo. Không phải chỉ riêng là giới luật chúng ta không đâu, mà nó còn là uyển chuyển tùy duyên hành Bồ Tát đạo nhập thế xuất thế. Nó còn chỉ dẫn cho con người tạo biết bao nhiêu công đức và phước đức. Bởi vì giáo pháp Phật giáo Hòa Hảo là giáo pháp nhập thế xuất thế, vừa nhập thế vừa xuất thế hành Bồ Tát đạo, trong 8 điều gan cấm có đầy đủ phước huệ song tu đồng đăng bỉ ngạn, mà nó còn là một nền tảng vững chắc trong chương trình học Phật tu nhân trên lối đường về giải thoát. Hết sức sâu sắc hả chư quý đồng đạo? Vậy thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu 4 chữ đầu tiên trước hết. 4 độ chữ đầu tiên, 4 chữ đầu tiên Đức Thầy dạy là lời khuyên bổn đạo. Thưa chư quý đồng đạo, là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là chúng ta đã quy rồi, phải không? Mà Đức Thầy còn khuyên, nghĩa lẽ là còn kêu gọi, còn chỉ bảo, còn khuyến tấn, phải không quý đồng đạo? Còn khuyên. Vậy thì chúng ta tuy đã quy chi, chúng ta đã có dân duyên lành với đạo, nhưng chúng ta chưa có chọn lành, chúng ta còn làm sai nhiều điều lắm. Cho nên Đức Thầy mới khuyên, phải không quý đồng đạo? Đức Thầy mới khuyến tấn, Đức Thầy mới kêu gọi, mới cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Đồng thời Đức Thầy khuyên dạy chúng ta và chỉ cho chúng ta một nền tảng vững chắc trên lối về chân thuyện mỹ. Nên lời khuyên bổn đạo, mà bổn đạo là ai? Bổn đạo là toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị, có nghĩa là lời khuyên bổn đạo là người nào đã có duyên lành, đã được sống trong ánh hào quang vi diệu của Đức Tôn Sư, thì chúng ta hãy nghe lời của Đức Thầy khuyên, hãy cố gắng nhìn lại những gì sự tu học của mình, mà những gì mà Đức Thầy chúng ta đã từng khuyên nhủ. Cho nên Ngài nói lời khuyên bổn đạo, khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình lầm lỗi, thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Thưa chư quý đồng đạo, mới có mở đề vô thôi là chúng ta thấy hết sức vi diệu, hết sức hay à. Khi đã coi giảng thì là người bổn đạo, thì bắt đầu chúng ta quy y thì chúng ta phải gì? Phải tìm hiểu giáo lý của một tôn giáo mình tu, phải không? Phải tìm hiểu giáo lý của tôn giáo mình tu, đó gọi là văn huệ. Bởi vì chúng ta có tìm hiểu mới hiểu rõ nẻo bước đường đi chữ quy y cho thấu đáo. Nếu chúng ta là người tín đồ mà chúng ta thiếu đi cái việc mà tu học của mình, xem xét kinh sách của một giáo lý của một tôn sư mà mình đã học tập đeo đuổi là mình đã khiếm khuyết rồi. Cho nên Đức Thầy đã lời khuyên bổn đạo, khi đã coi giảng là khi mình đã tu học, là khi mình đã vào đạo, khi mình dở cuốn sấm giảng ra coi, hay là khi mình đã học hỏi qua đồng đạo chúng ta đã là trao đổi đạo pháp, thì bây giờ khi bắt đầu vào là người tín đồ đầu tiên hơn hết để giữ tròn giới luật, thì trước nhất Đức Thầy dạy chúng ta phải bỏ thói hư tật xấu. Cái thói hư tật xấu đó là gì quý vị? Nó nhiều lắm. Có nghĩa là những điều mà chúng ta thường ngày, cái thói quen, cái thói quen của mình đó, cái thói quen của mình là cái cách sống, thói quen của mình. Thí dụ thôi, chúng ta có cái cử chỉ thừa thải, hay quý vị, hoặc là làm biếng,
hay là những cái cử chỉ làm cho người trẻ khác khó chịu, những cái cử chỉ mà chúng ta đã quen đi mà làm cho người khác nó bất rứt, nó thiếu đi văn hóa, thiếu đi đạo đức. Chúng tôi chỉ nói gọn như vậy, rất nhiều không có kể ra quý vị. Thí dụ cho một cách ăn ở hàng ngày thôi, cái cách ăn ở hàng ngày chúng ta chưa phù hợp với đạo lý, chưa rất trong sạch, không quý vị? Thì cái điều này đó là một cái điều tế dị. Bởi vì sao? Bởi vì người tín đồ Phật giáo hòa hảo khi bước đường tu, về cử chỉ, cách giao tiếp, những cái thói quen tật xấu chúng ta phải dẹp loại bỏ hết để giữ tròn những điều răn cấm. Nếu cái điều này mà chúng ta không bỏ nữa, mà đối với một người tu sĩ hay là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta thấy nó có những thừa thải, nó mất đi giá trị đạo đức của con người. Mất liền cái giá trị đạo đức của con người, quý vị. Mất liền. Nó tín đồ Phật giáo hòa hảo mà làm biến, không lo cần kiệm xuất sắc lo làm ăn. Tín đồ Phật giáo hòa hảo mà ăn ở không sạch sẽ. Tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta nó thiếu đi lễ nghi, cái đạo đức, hay là chỗ nào chúng ta khạc nhổ gì cũng là không có giữ sự văn hóa. Thì đây là thói hư tật xấu. Nó nhiều những cái thói hư tật xấu mình phải bỏ trước, để thể hiện một con người trang nghiêm tốt đẹp đã, và giữ những điều răn cấm sau đây. Những điều răn cấm là gì quý vị? Răn cấm là giới luật đó, là cái hàng rào để ngăn chừa tội ác. Mà thưa chư quý đồng đạo, chúng ta nên biết rằng cái đạo vô lậu, cái đạo hữu lậu, cho dễ hiểu nghe. Hữu lậu là gì? Hữu lậu là cái đạo của ngoại giáo. Có nghĩa là những người này đó tu hành không có trong sạch, không có chân chính giới, ở giới hạnh không có trang nghiêm. Cho nên họ tu có thần thông đi chăng nữa, họ tu có thể là có trí tuệ đi chăng nữa, nhưng không có thoát dòng sanh tử. Họ có ngồi thiền định đến đâu đi chăng nữa, phải không? Như vậy là họ có nhập, như là thâm sâu trong thiền định nhị thiền, hay không sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đi chăng nữa, thì họ cũng là sanh tử luân hồi. Hoặc là họ tu ép sát cho mình, hay không? Nhưng mà cái nền tảng của họ không trong sạch thì họ không thể nào mà bước lên con đường giải thoát. Mà đạo Phật là đạo gì? Là đạo giải thoát. Mà đạo Phật là gì? Là đạo giác ngộ. Mà đạo Phật là đạo gì? Là đạo từ bi. Mà đạo Phật là gì? Là đạo Phật là đạo trong sạch. Mà đạo Phật là đạo gì? Là như thật. Đạo của Phật là đạo như thật, không có gian dối, không có gì, không có mê tín dị đoan, mà lòng từ bi bác ái. Trong lòng từ bi bác ái, trí tuệ giác ngộ nó hẳn hồi trên một nền tảng thực tế, không có mơ hồ, không có quyển hạt. Bởi vì không có mơ hồ, không quyển hạt, lấy gì làm bằng chứng cho chúng ta là đạo Phật là đạo giác ngộ? Có phải giới luật không, chư quý đồng đạo? Bởi vì giới luật mới giữ cho mình được sự trong sạch, mới giữ sự được sự trong sáng vốn có của nền đạo. Cho nên còn giới là còn đạo, mà mất giới cũng như là mất đạo. Mà Đức Thầy chúng ta đã khẳng định rằng không có một người nào ở trong đạo mà không giữ gìn giới luật. Người nào mà ở trong đạo mà không giữ gìn giới luật hay chưa bị bôi tên thì cũng như coi như là người ngoại đạo. Quý vị thấy không? Là ngoại đạo. Gìn giới cấm, sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dệt lòng ta. Vậy thì giới luật là cái điều căn bản có tất cả các phép tu. Quý vị có làm phước, quý vị có ăn chay, hay không? Quý vị có niệm Phật, quý vị có thiền định, mà giới luật không tròn rồi, quý vị nghĩ coi chúng ta có tròn lành tròn sáng không? Đây là một điều hết sức là quan trọng. Quý cô bác cùng toàn thể anh chị em của chúng ta, hàng ngày học cho thật là nhiều, hiểu cho thật là sâu, rồi chúng ta nói pháp thì thao thao bất tuyệt. Nhưng con đường giác ngộ căn bản của mình không có trong sạch thì đây đâu phải là một cái điều đạo cao đức cả. Đành rằng hiểu nhiều học rộng tốt, rất là tốt. Mà người chỉ biết học rộng nghe nhiều thì đạo kia khó đến. Đức Phật Tổ nói vậy đó. Đạo kia khó đến. Mà người thủ chí hành đạo, giữ gìn giới luật đó nghe, thì đạo ấy rất lớn. Còn học mà chỉ biết nói, học mà chỉ biết chúng ta là hay, là giỏi, thì
thì đạo chừng nào mới đến được, biết chừng nào. Cho nên giới luật là nền tảng căn bản của vô thượng giác đạo. Giới là giữ sự trong sáng vốn có của nền đạo, mà giới là nền tảng của trí tuệ. Bây giờ chúng ta học, chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm hiểu, chúng ta hiểu biết rất nhiều, biết đâu nào là Phật tánh, biết đâu giải thích này nọ, nhưng đó không phải là trí tuệ, không phải là trí huệ nghe chứ quý đông đảo. Bởi vì nền tảng của nó không trong sạch, mà nó là gì? Kiến thức của Phật pháp. Quý vị hãy nhớ, đó là kiến thức của Phật pháp. Bởi vì Phật pháp, đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo trí tuệ. Trí tuệ của Phật pháp được sanh ra ở định, mới gọi là tam vô lậu học đó. Nó có ba cái tam vô lậu học, nói đi nói lại nó không ngoài chỗ này, mà sanh ra cái chỗ định, mà chương định, mà định nó được có định để sanh ra là do giới. Bởi vì có giới mới sanh định, có định mới phát huệ. Cho nên đạo đó nó không phải mơ hồ huyễn hoặc, nó sâu sắc một cách vô cùng không thể diễn tả, nhưng nó thực tế vô cùng mà chúng ta không thể nào mà có thể bàn cãi được. Ta hay ở chỗ này, vi diệu, thâm sâu, khó lường, không thể phải cần phải suy nghĩ, một cách không thể suy nghĩ bằng lời nói, nhưng nó được thực hiện trên thực tế một cách vi diệu là giới luật. Bởi giới như minh nhật nguyệt, dệt cho châu anh lạc, di trần bồ tát chúng, do thị thành chánh giác. Bởi vì chúng ta nên nhớ thể của giới là gì? Thể của giới là định. Tánh của giới là gì? Tánh của giới là chơn. Mà dụng của giới là gì? Là huệ. Trời ơi, chú quý đồng đạo ơi, tôi nói như vậy thì quay quá sâu sắc. Vậy thì giới nhiều hay là giữ giới ít? Là do đâu? Là do sự giác ngộ về đạo đức của một con người trong kiếp sống. Nó đặc biệt là chỗ này, nó sâu sắc là ở chỗ này. Hay chưa quý đồng đạo? Hết sức là sâu sắc. Như vậy thì giới nó có ba điều, cái lợi ích rất là lớn. Đó là gì? Nó rất thiết thực, vô cùng thiết thực, vi diệu, vô cùng vi diệu. Vì sao? Bởi vì giới luật nó đem lại lợi ích thiết thực cho con người. Chúng ta giữ giới, chúng ta được yên ổn ngay, không cần chúng ta phải làm gì, phải cầu xin. Đạo Phật không phải là cầu xin. Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà đạo Phật là gì? Là một lối sống chân lý. Tôn giáo là để kêu gọi cho dễ phân biệt, tôn giáo đạo Phật hay Phật giáo vào. Mà đạo Phật là một chân lý, là một lý lẽ sống. Quý vị thấy không? Là giới luật. Như vậy là giới luật có thuyết thực tới mức độ giữ giới nhiều chừng nào thì yên ổn nhiều chừng nấy, và hạnh phúc nhiều chừng nấy, tuệ giác sanh ra nhiều chừng nấy. Cho nên nó thiết thực, vô cùng thiết thực. Nhưng giới không phải chỉ dừng lại ở một điểm cố định, mà giới mang một tính cách từ bi trong sáng. Cái chỗ này chú ý, tại sao tôi nói tới nói theo là giới một cái tính cách từ bi trong sáng, chú ý đồng đồng? Bởi vì giới mang một cái tính cách từ bi trong sáng, đó là vì vì giới còn uyển chuyển tùy duyên. Hay không chú ý đồng đạo? Uyển chuyển tùy duyên. Vì sao gọi là uyển chuyển tùy duyên? Bởi vì căn cơ trình độ của tất cả chúng sinh đó, nó không giống nhau, nó có dị biệt, nó có khác nhau. Cho nên giới áp dụng trong đời sống thực tế, không phải bắt buộc người này giữ 250 giới, hay là bắt buộc người này phải giữ là 10 giới, hay người này phải giữ 8 giới, 5 giới. Mà giới luôn có mang một tính cách uyển chuyển tùy duyên, trong sáng giác ngộ từ bi, để độ hóa gieo duyên khắp mọi người. Cho nên 8 điều răn cấm Đức Phật độ từ thấp mà cho đến đến lên cao, cho đến khi thành Phật trọn vẹn, gồm có 1000 phước nhân. Không có thời gian để chúng tôi nói điều này chứ quý đồng đạo, quý cô, quý chú. Cho nên quý vị nên nhớ rằng uyển chuyển tùy duyên nè. Bây giờ chúng tôi sẽ nên, trước khi lên 8 điều răn cấm, chúng tôi nói thêm một chút nữa cho quý vị thấy. Đức Thầy có phải uyển chuyển tùy duyên không?
Đức Thầy có bỏ một người tín đồ nào không? Xôi từ đài cát xá liều cho người trị lạc biết điều nghĩa nhân. Người tín đồ Phật giáo hòa hảo, Đức Thầy đâu cấm, đâu kêu mình ăn chay trường. Không đâu. Mà tùy duyên có mọi người, phải không quý đồng đạo? Chay bốn bữa ấy là quy tắc của đạo khùng dìu dắt chúng sanh. Phải không? Rồi bây giờ tiến lên chút nữa, phải không? Muốn làm con Phật thì Đức Thầy dạy sao quý vị? Làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng quảng sanh cực lạc, tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền quyết niệm Di Đà. Rồi đi thẳng vào trong tâm Phật của mình thì Đức Thầy đã dạy sao? Không phải là trai giới ngoài miệng ngoài thân, mà đi đến tâm và trí. Đi đến tâm trí toàn là trai, toàn là một bản chất từ bi và giác ngộ. Trai được tánh trai tâm mới quý. Phải không chú ý đồng đạo? Rõ như ban ngày. Cho nên giới lực đó, nó mang một cái tính chất từ bi và giác ngộ, từ bi và trí huệ. Mà nó còn ba cái yếu tố quan trọng, đó là nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. À, giờ bắt đầu chúng ta đi vào cái điều ngăn cấm thứ nhất. Hai quý đồng đạo, từ từ chúng ta bắt đầu vò vào ngăn cấm thứ nhất, ngăn cấm thứ nhì, ngăn cấm thứ ba, thứ tư, thứ năm cho đến thứ tám. Chúng ta thấy nó hết sức sâu sắc. Bây giờ điều thứ nhất Đức Thầy dạy sao chú ý đồng đạo? Bây giờ Đức Thầy dạy đó chúng ta như thế này nè, khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Phải không? Mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều ngăn cấm sau đây. Bắt đầu giữ ngăn cấm sau đây là những ngăn cấm ở sau này. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áp huyện, chơi bời theo đàn điếm, có giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu bàn bạc qua điều cái thứ nhất. Và chúng tôi nghĩ tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta đó nghe, điều thứ nhất thì hình như trên thực thể, ý nó là trên thực thể là trên hình thức ở bên ngoài thì chúng ta đó có thể tròn muốn hết này. Hay không quý vị? Nhưng mà về bên trong đó khó à? Khó ai tròn à? Hay quý vị? Thí dụ bây giờ chứ quý đồng đạo cùng toàn thể chúng ta đây ăn chay trường, có ai uống rượu bao giờ đâu? Phải không? Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, nhưng mà chai kỳ có thể có nghe. Chai kỳ là chai kỳ, nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta uống rượu trong trường hợp nào quý vị? Khi không phải ngày chay lạc. Không phải là cái ngày chay lạc. Như chúng ta gặp đám cưới, đám giỗ nè, chúng ta nói là cái chuyện giao thiệp đó, chúng ta dùng những đôi chút rượu thật nhẹ, chuốn hai ba ly vô phạm quý vị ơi. Đúng không quý đồng đạo? Rồi chúng ta uống rượu vô, chúng ta nói rượu này làm cho con người say xưa. Đúng không quý vị? Phải rượu làm cho con người say xưa mất trí không? Chú ý đồng đạo. Đúng mà chưa đúng. Bởi vì tủ bất túy nhân, nhân tự túy, sắc bất mê nhân, nhân tự mê, ông Thánh nói. Quý vị để rượu ở đó, quý vị nhìn đi, quý vị để 100 năm sau quý vị không uống, quý vị say tôi mới sợ. Đúng không? Bởi vì mình say rượu, mình uống rượu mình mới say, mình không uống rượu đó gì say. Em chưa biết đồng đạo. Tủ bất túy nhân, nhân tự túy, thấy cô đó đẹp quá mình quyến liếng, mình dính mắt, chứ thật ra đó sắc bắt mê nhân, nhân tự mê, mình tự mê chứ cái nào cái cô đó đẹp, hay là những cái hình đó đẹp, nhà cửa đó đẹp, cái đồng hồ hay là chiếc xe đó đẹp, nó đâu có say đắm mình đâu. Bởi nó là vật vô chi, nó là vật chất, xe cộ là vật vô chi, thì nó không có một chút nào để quyến liếng lấy mình cả, mà chính bản thân mình quyến liếng say mê nó. Chú ý đồng đạo. Như vậy thì điều thứ nhất đó, rượu nó tác hại vô cùng nghe. Hai chú ý đồng đạo, khi giao thiệp lẫn nhau đó, dù là tình xui gia, chúng ta có uống chút chút chứ uống đừng say quý vị. Chúng tôi thấy hoài đồng đạo tình xui gia gì uống cái say mềm chân. Hai chú ý đồng đạo, rồi là cái tình xui gia uống rượu, khi giao thiệp cái chánh quyền chúng ta cũng đôi chút thật nhẹ thôi, cái gì muốn về say mềm hết trơn. Tôi thấy rất là nhiều. Thôi cái điều này chúng tôi nói rộn gì. Điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu. Đến cờ bạc, cờ bạc thì tôi nghĩ đồng đạo chúng ta chắc không có đâu. Bởi vì Đức Thầy cấm không có cuộc vui nào có thể châm chế đặng cờ bạc. Cờ bạc không phải là đánh bài không đâu chứ quý đồng đạo, mà những chuyện gì
có sự hơn thua tranh đấu là cờ bạc à. Thấy không? Chân hơn thua tranh đấu là cờ bạc. Nào là chúng ta chơi hụi chơi hàng, hoặc là chúng ta đánh số cũng là cờ bạc, chúng ta cá độ cũng cờ bạc. Đó là trường đỏ đen. Trường đỏ đen là chỗ vuốt nhơ biết bao người gì nó bơ vơ, sự nghiệp hết, gia đình tan nát. Sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, tránh xa đường đổ bát chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mua tảo bán tần, thân chí cực nở lần khăn chẳng dứt. Thầy đã nói chúng ta rồi chứ quý độc đạo. Vậy thì cờ bạc đó, quý vị nhớ nghe, không có phải là cái chuyện mà đánh bài hay không xí ngầu đó mới là cờ bạc đâu. Mà hơn thua lẫn nhau trên vật chất là cờ bạc. Nói tóm lại như vậy, chúng ta không nên uống rượu cờ bạc áp huyện. Còn áp huyện thì dễ hiểu quá hay chưa quý đồng đạo, cần sa ma tí thì cái chuyện này cấm hẳn thôi. Chỉ có mà thầy thuốc kêu mình dùng để mà hòa với thuốc mà chúng ta uống để trị bệnh đôi chút thì còn được. Nhưng mà cái điều này là cô bác biết hết, và chúng tôi không nói cái việc là cần sa ma tí cả, mà chúng tôi nói thực tế hút thuốc. Hút thuốc như vậy là chúng ta bây giờ suy nghĩ có phạm giới không? Cái này quý vị suy nghĩ nha, chúng tôi không nói. Tại vì điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu cờ bạc thuốc phiện. Có chữ thuốc đầu quá nghe. Bây giờ tín đồ chúng ta thì thôi, hãy chúng tôi không nói đi. Bây giờ đối với tôi không có vợ không con, mà là giáo lý viên hay là trưởng ban, hay không trưởng ban gì, trưởng ban đại diện tỉnh, thành viên ban đại diện tỉnh, thầy ngọ mà ta vô ngồi thiết giảng mà ra ngoài cầm điếu thuốc hút 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 vậy nhắm có được không? Hay tôi nói thí dụ vậy, hay là một vị tu sĩ, hay nói tu sĩ chứ không phải nói bên đồ Phật giáo hoàn hảo, ai có tinh thần tu sĩ? Hờn ơi, tu sĩ mà còn hút thuốc, đạo là tâm trí nhu mì mà nó mất đi cái vẻ đẹp. Không biết đồng đạo, cái vẻ đẹp hình như cái nhu mì đâu, cái đạo đức đâu, cái sự giác ngộ đâu. Mà đến lúc khi ngồi chung với bàn tròn bên ngoài, hút thuốc phì phà, khói ga lấm trớt. À quý vị, cần xa, là thuốc viện thì không nói đi, là thuốc mình. À, bây giờ đó thuốc lá nghỉ hồi ngày xưa còn là thuốc là sơn lọc sơn gì đó nghe, còn bây giờ không có là hego mà hút thuốc hút hego ghét đúng không mà. À, quý vị. À, mà bây giờ hút nghe hút thuốc lậu nữa, quý vị có hút thuốc lậu không? Ai có bị phạm thuốc lậu không? Nhà nước cấp không? Mà chúng ta mua chúng ta hút. Quý vị, cái này nó vui đến cái chuyện nhỏ, cái chuyện nhỏ này mà chúng ta làm không được thì làm sao chúng ta làm việc lớn, phải không chú ý đồng đạo? Đó, điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu cờ bạc thuốc phiện, chơi bời theo đàn điếm. Chơi bời theo đàn điếm là cái việc này, là cái việc đầu tiên, là cái việc chánh ác. Cái việc chơi bời theo đàn điếm là cái việc này, ở thị thiền đua chen sướng khởi những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện gọi da chai, nào chùm đĩ ma cô nghệ hút hút máu. Ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng than dùm dân tộc quá hư hèn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chơi bời theo đàn điếm đó nghe, chúng ta không điều là sai nữa. Thì ở đây là gọi là tứ lỗ tường, là bốn vách tường lao lý. Muốn cho cuộc sống được yên ổn, quý vị muốn yên ổn, gia đình chúng tôi gầy gà hoài không có yên ổn. Hỏi sao vậy? Không có làm sao hết trơn, không có làm chăng, không có làm sao, quý vị trong này hết trơn, tại mình để chạy theo bốn bức tường lao lý. Phải không quý đồng đạo? Mình dạy luôn cả, dạy cho con cái của mình chạy theo bốn bức tường lao lý này thì mình phải chịu trong cái dòng khổ não lao lý. Bốn bức tường, đây là bốn bức tường lao lý của tín đồ Phật giáo hòa hảo đầu tiên chúng ta phải loại bỏ. Hãy loại bỏ, hay không quý vị? Bởi vì tứ lỗ tường đừng có nhiễm vào, người tránh xa với gọi chí cao, xa bốn vách mang điều nhờ nhuốc. Thầy chưa quý đồng đạo, thầy đã dạy rồi, khi bỏ bốn điều này xong mới giữ tròn lưng lý tam căn ngũ thường. Nếu bốn điều này không bỏ mà hở ra cái vỗ ngực xưng tên chúng ta tròn lưng lý tam căn ngũ thường, nói đức hạnh này nọ, thì cũng có vậy, có những người á cũng có ít nhiều vậy nhưng mà không có tròn. Lưng lý là gì quý vị? Lưng lý là đạo ngũ lưng, mà đạo ngày xưa chúng ta, đây là đạo ngũ lưng, là một cái đạo đức tốt đẹp dân hóa nhân dân. Nhân dân là cái đạo đức nhân luân quý báu của dân tộc Việt Nam của chúng ta, của thánh hiền đó chỉ dạy, của hành với hạ.
Đó là gì? Đó là cái đạo là tôi Chúa, là cái đạo cha con, cái đạo chồng vợ, cái đạo thầy trò, cái đạo bè bạn. Chúng ta phải đối xử lẫn nhau cho nó tốt đẹp, cho nó đạo đức, cho nó chân hóa, cho nó trung hiếu, cho nó đúng đắn với nghĩa tình. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta rất là rõ qua cái điều này nè. Đạo tôi Chúa chặt gìn cáo chung thủy, mà đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ niên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cô gì, nên kính nhường anh chị lẽ cố chi, mắt chẳng thấy lũ gian phi xảo trá, đạo bè bạn bất phân nhân giới ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Như vậy thì đây là cái đạo ngộ ngũ luân. Như vậy phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Giữ tròn luân lý là tam, và tam can ngũ thường là ba cái diền mối. Tam can là ba cái diền lối tốt đẹp văn hóa đạo đức của nhân luân. Đó là gì? Tam can là cái can thứ nhất. Cái thứ nhất đó là quân thần can, mà bữa nay á, tín đồ Phật giáo chúng ta thường gọi là ân đức nước đó. À, dưới đồng đạo ngày xưa gọi là quân thần can. À, thứ hai là gì? Phụ tử can, là bổn phận làm con phải đối với hiếu thảo với cha mẹ. Cái thứ ba là gì? Sống trong gia đình là phu thế can, là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Vậy là tín đồ Phật giáo hòa hảo, ngoài việc giữ những điều răn cấm chánh ác mà còn hành thiện. Mà hành thiện tam can ngũ thường là gì? Là hành nhi hạ, đã xây đắp một cái nền tảng đạo đức trong lành, yên ổn, hạnh phúc, tốt tươi để học đạo Phật, để học Phật bước lên con đường giải thoát. Bởi vì đạo chúng ta là đạo vì đạo Pháp, mà còn vì dân, dân tộc. Mà vì dân tộc là nói lên cái tinh thần văn hóa, đạo đức tốt đẹp. Đạo nhân luân là ngay cái điều căn cấm thứ nhất, vô cùng vĩ bạc. Phải không quý vị? Chứ cái điều thứ nhất tức thầy dạy chúng ta rất rõ bổn phận chúng ta đối với đất nước quê hương. Thì chúng ta phải tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thẳng chứ không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chứ gặp thời cơ giúp đỡ quê hương mới gắn cánh. Đừng làm nhục việc gì sơ sức làm cho nước nhà đau khổ. Đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn đất nước vậy. Còn đối với cha mẹ thì đức thầy cũng dạy. Thì Đức Thầy dạy đây là hành thiện nè, chư quý đồng đạo. Đây là tu phước nè, đây là bổn phận con người trong kiếp sống. Ngoài việc trừ ác của bổn phận con người trong kiếp sống, Đức Thầy nói rõ lắm. Trong răn cấm Đức Thầy là một cái điều răn cấm hòa quảng, dung hòa, hội nhập. Chứ không phải như chúng ta nghĩ tầm thường đâu. Thế đối với cha con sự hiếu thảo thì Đức Thầy dạy rất rõ qua cái điều này. Đức Thầy nói đó, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta gắng chăm chỉ nghe lời, cho nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Hay không chú ý đồng đạo? Thế thì cái điều quân thần can phụ tử can nó rất là sâu sắc. Cho nên trong đạo Phật nó hiếu, cái đạo hiếu là đạo Phật. Hiếu tâm tức thị Phật, Phật tâm. Cho nên trong kinh Di Lạc nói đây nè: nhân sanh hữu Phật ngự tại gia, với lắm kẻ vô tình luôn bỏ qua, chẳng phải vàng thau nung được tượng, không do cây gỗ chạm mài ra. Vốn là cha mẹ công sanh dưỡng ân trọng dường, Di Lạc Thích Ca cố gắng đáp đền xong hiếu thảo, khỏi cần công đức tận đâu xa. Mới có điều răn cấm thứ nhất thì chúng ta thấy là hòa nhập chưa? Sâu sắc không quý vị? Hành đạo không? Nhập thế không? Bổn phận không? Trách nhiệm không? Trừ ác không? Chưa đủ đâu, còn dài phía sau nữa. Tám điều răn cấm mà cho tôi thiết chắc 3 tiếng quá. Không đâu, trong 8 giờ rưỡi trở lại, 9 giờ rưỡi trở lại. Đã nói rồi chứ quý đồng đạo. Hay không? Quý chứ quý đồng đạo. Thì chúng ta thấy hết sức rõ ràng. Đến nè, chúng ta nên nhớ rằng có những người chúng ta nói pháp thao thao bất tuyệt, hay chúng ta hành đạo thì nói hay lắm, bố thí từ thiện xã hội, đủ thiết cha mẹ đâu, đất nước sống cuộc sống tốt không, công dân tốt chưa, tốt đẹp. Đây là điều ngăn cấm đạo đức, mà đây là sự nhập thế của Đức Thầy chạy là hòa quán trong giáo lý. Quý vị thấy không? Rồi đối với vậy, lối sống trong gia đình luôn, Đức Thầy dạy chúng ta từng kẻ răng mà chân tóc.
mà dạy cho chúng ta từng cách sống đối xử lẫn nhau. Không phải đối với bên ngoài cha mẹ, một nền tảng nhân luân đạo đức trong gia đình, mà còn bên ngoài. Mà trong gia đình đó đạo chồng vợ, Đức Thầy cũng vậy. Đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác toàn ơi quý đồng đạo ơi. Khó à. Mà nói gì chứ, thuận hòa ở đây không phải là không cãi lộn nghe. Cũng cãi thấy mồ chứ đừng nói không cãi. Cãi mà hòa, cãi mà yêu thương, cãi mà chung thủy. Hay không, cãi mà tìm ra cái lẽ sống tốt đẹp. Chứ không phải cái gì nói đúng sai gì cũng ừ hết. Đây là ba phải đó. Nói cái chỗ này cũng phải, mà nói chỗ này cũng phải, mà nói chỗ này cũng phải. Ba cái phải. Một phải thì tốt, hai phải thì vừa vừa, ba phải thì thôi rồi. Quý vị, một phải nhiều thì càng tốt. Nhưng mà chúng tôi muốn nói cái ý cho quý vị được biết. Như vậy thì đó là luân lý tam can ngũ thường. Nhưng muốn được luân lý tam can ngũ thường thì bản chất con người hành thiện và nó trở nên một cuộc sống tốt tươi thì chúng ta phải giữ gìn năm đức tính trong bản chất của mình để xây đắp một đạo đức nhân ái cơ bản, yên ổn, giác ngộ, tốt tươi. Đó là gì? Nhân, nghĩa, lễ, chí, tính. Chư quý đồng đạo, nhân, nghĩa, lễ, chí, tính còn mang một đạo đức, thấy không? Hành di hạ khắp cả muôn loài vạn vật. Có thể đạo đức ấy có một sức mạnh đem lại hạnh phúc cho muôn dân. Có thể đạo đức ấy giúp cho chúng ta là bình thiên hạ. Đạo đức ấy giúp cho con người được yên ổn, an cư và lạc nghiệp. Vì đấy là hành di hạ của ông Thánh. Còn hành di thượng là gì? Hành di thượng là cách trị quốc an bang trong giáo lý của nhân đạo, của nho giáo, là hành di hạ mà nói tất cả chúng ta là nền tảng. Bởi vì con người mà thiếu lòng nhân đó, chúng ta khó làm tròn những tất cả những điều mà khác được. Bởi lòng nhân là gì? Lòng nhân là lòng thương người, mến vật, đầy lòng hiếu thuận. Thấy chưa quý đồng đạo? Mà bây giờ chúng ta tu mà thiếu cái lòng thương người, mến vật đó nghe, thì cái lòng này đó, quý vị thấy tu mà cho nó có tròn không? Có gọi không quý đồng đạo? Không. Cái lòng thương người, mến vật là lòng nhân. Đất đức ái giết nhân. Mà nếu lòng nhân không tròn thì nghĩa lễ chí tính không xong. Bởi vì nó là bản thể bên trong. Còn nghĩa lễ chí tính là bên ngoài khi hành xử. Có thể hiểu như vậy. Quý vị nhớ, nhân là cái lòng thương người, mến vật, đầy lòng hiếu thuận. Bây giờ chúng ta nhìn lại chính bản thân rồi mình quán chiếu mình coi, trước khi chúng ta nói pháp, nói đồ, chúng ta hành đạo, mà lòng nhân mình thiệt chưa? Thấy không? Bây giờ Đức Thầy dạy rất là rõ gì? Gặp cái người nghèo khổ đó, lòng nhân hoặc chép hay in, kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp gớt ước mới là. Thấy không? Chú ý đồng đạo. Và tín đồ Phật giáo và hảo là tín đồ thương yêu, đùm bọc, che chở, giúp đỡ vào cuộc sống thực tế. Chúng ta thấy không phải nói bằng cái miệng. Và đạo Phật là đạo từ bi. Từ bi từ lòng nhân, bước từ bi là chỗ này. Lòng nhân mà không có rồi thì đừng nói lòng từ bi bác ái, học thêm bốn đại đức của Đức Phật. Chuyện này không đâu. Không có được đâu, lòng nhân còn không gọi bốn đại đức gì. Hay không chú ý đồng đạo? Như vậy lòng nhân là cái lòng nền tảng. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là không làm những điều sai quấy, đó là nghĩa. Mà nghĩa đó nói rất là nhiều lắm, nhưng nó gom lại có 10 điều nghĩa. 10 điều nghĩa đó là gì? Phụ từ tử hiếu, huynh lương đệ đệ, phu tính phụ nghĩa, trưởng huệ ấu thuận, quân nhân thần nghĩa. Nó có 10 điều nghĩa. Có nghĩa là cha đối với con đối với cha, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, anh đối với em đối với anh, thầy đối với trò đối với thầy. Thấy không? Vua đối đãi với bầy tôi đối đãi với vua, với đất nước. Đó là 10 điều nghĩa. Cho nên người mà quân tử thấy lợi mà không quên nghĩa. Ở chỗ này, thấy lợi mà không quên nghĩa. Vậy thì cái nghĩa là không làm những điều gì trái với đạo đức nhân luân. Chữ nghĩa là luôn luôn lúc nào sống cuộc sống tốt tươi đúng đắn, ơn đền nghĩa trả là nghĩa. Như vậy Đức Thầy chỉ nói chung mà không giải thích cho chúng ta thì chúng ta cái này khó làm lắm. Chứ tôi giải
gọn gọn chứ không thôi là không hết giờ đó. Chúng tôi dạy thẳng là không hết giờ quý vị. Là nghĩa, nhân nghĩa lễ. Thưa chư quý đồng đạo, cái chỗ này mấy chỗ là độc đáo nữa nè. Nếu như đạo đức con người trong đạo Phật, đạo Nho, đạo Thánh mà thiếu lễ thì tất cả những điều kia nó sẽ mất đi hết. Nó mất ý nghĩa chứ. Bởi vì nghĩa cũng thể hiện cái hình thức, cái giao tiếp của người là lễ. Người thiếu lễ nghi thì còn gì đâu là nghĩa. Người thế lễ nghi còn gì đâu mà nói gì mà nhân. Mà người thiếu lễ nghi mà nói đâu là người đó là chí. Mà người nói lễ nghi còn đâu nói gì đâu là tính. Thấy chưa quý đồng đạo? Bởi vì chữ lễ đó, nó quan trọng mà Đức Thầy dạy chúng ta. Rất là nhiều trai tuổi nhỏ kính thành trưởng lão, mà gái bé thơ biết trọng bộ tuổi già, gán giữ gìn không quá lễ nghi. Thầy chúng ta dạy cái không quá lễ nghi từ xưa ông cha chúng ta để lại là một truyền thống quý báu tốt đẹp. Mà cái chữ lễ là nó có một cái dụng đích rất là tốt. Nó phân biệt tình thân sơ, tình cha con, chồng vợ, anh em, cậu gì, và tiết chế thất tình lục dục là nhờ đâu, nhờ chữ lễ. Cho nên ông Thánh ông dạy cung chi vô lễ tất lao, thận chi vô lễ tất tí, dũng nhi vô lễ tất loạn, trực nhi vô lễ tất giảo. Làm sao chú ý đồng đạo? Cẩn thận mà không lễ thành ra là phiền. Hay không? Mình cẩn thận lắm mà thiếu lễ nghi, thiếu tinh thần giao tiếp đúng đắn, hòa ái tốt đẹp. Hay không? Mà trên dưới phân biệt, phân minh rõ ràng thì cẩn thận thì dễ lắm thành ra khiếp sợ. Cung chi vô lễ các tất giao, cung kính mà không lễ là huyền. Có nghĩa là mình gặp cái người đó mình thấy đáng kính lắm mà mình không có lễ, làm ta phiền không? Mình phiền không? Cô bác lợi nhà, đáng cha đáng mẹ, lợi ngang mắt nhìn ngang cái quýt cái đi rồi. Thôi ai làm gì thì kể, một lời nói không có một cái cử chỉ tốt đẹp cũng không xong. Người ta lợi đến nhà của mình ăn cái lợi mình đi, lâu lâu một lần cha mẹ mời một bữa cơm, tôi thí dụ thôi, nước kêu mình đi chăm bình trà, kêu mình đi làm là cơm, mà là cơm nước cho khách, cha nấu cơm cho bác hai ăn con, mặt chầm dầm, cái lễ nghi không có. Dù đó là cái người mình kính, là đáng cha đáng mẹ của mình, cung kính mà không lễ thành cho phiền. Cẩn thận mà thành không lễ là thành cái kiếp sợ. Nhất là dũng mà không lễ là loạn. Ví dụ biết cho ta đây là giỏi lắm, anh hùng khí phách, không biết sợ, nghiêng ngang chết chúng ta còn không sợ. Cho nên thiếu lễ thì không có ai ra gì hết trơn. Đây đâu phải là anh hùng gom, dũng mạnh đạo đức á. Đạo đức chúng ta dũng mạnh lắm nha, này nọ, nhưng mà coi đồng đạo không ra gì, ngã mạng, nói cái là phân chia bỉ thử hơn thua, loạn trong đạo pháp, không có trên dưới ra gì cả, loạn. Đạo đức đạo giải mệnh giải, chữ lễ mà không có thì đừng nói tới một điều gì cả. Hả quý vị? Dũng mà không lễ là loạn. Quý vị nên nhớ, dũng mà không lễ gần là loạn. Như vậy thì cung chi vô lễ tất lao, thận chi vô lễ tất tí, dũng chi vô lễ tất loạn, mà trực chi vô lễ tất giảo. Trực mà chung trực. Hả mà chung trực á, chúng ta dứt quyết chung trực không làm gì. Hả? Không sợ, không sợ ai. Ngang ngạnh. Ông Thánh nói là người này gì? Ngang ngạnh, chứ không phải là nó biến chất đi đạo đức nhân luân rồi. Đành rằng là mình trung thực lắm, nhưng mình chỉ biết mình không có lễ nghi, biết phải của mình, biết đúng của mình, không biết sợ sệt ai. Ngang ngạnh. Ai nói quý vị? Ông Thánh nói á. Chúng tôi nói bữa nay hơi nặng nghe chú ý đồng đạo. Nhân, nghĩa, lễ, ký. Nếu như chữ lễ không có làm sao mà trí tuệ hoàn toàn, nó sẽ biến chất đạo đức của con người rồi. Đành rằng quý vị thấy không, ai mà không biết phân biệt phải trái đúng sai, ai không phận biết hiếu thảo cha mẹ, nhưng mà thất lễ, quý vị thấy người đó như thế nào? Nó còn biến chất là đạo đức con người nữa không? Được tròn vẹn hay không? Chứ chữ lễ quan trọng đó quý vị. Mà không lễ còn trí, trí là sáng suốt không mê tủ sắc, chí là nhìn nhận ra lẽ phải, chí là không mê nhiễm. Khi không phải nghe ai nói cái gì chúng ta phải nghe theo đâu,
mà phải phán xét, phán xét đó một cách tường tận đó là chi. Bởi có lễ, có nhân, có nghĩa, có những điều đó mà chúng ta thờ ơ mọi việc là không có tính. Cái đức tính là cái việc chúng ta giữ vững sự lập trường chân chính, đúng đắn, không thất, không thất trách, mà không có bội nghĩa, mà không có sai lời. Nó đúng là không có sai lời. Nhân nghĩa lại chí tính. Cho nên đây là đạo đức nhân lưng hòa nhập trong cuộc sống mà còn là gì? Mà còn nói lên chúng ta đó một cách rất là tốt đẹp. Nếu ai giữ vững được năm điều này, tam can ngũ thường tam tùng tứ đức, đi xa trong đạo Phật lắm rồi. Tôi coi trong kinh sách đó, đi xa vào đạo Phật lắm. Nền tảng là giữ xong nhân đạo gọi là tiên đạo, Phật đạo sát bên. Sát bên chứ đừng nói mà giữ tam can ngũ thường mà xưng lên cõi trời, thành thánh đó. Nhân nghĩa lễ chí tính là thành thánh. Chứ đừng nói đây ngang bằng với giữ ngũ giới, ngang bằng giữ ngũ giới, nhưng nó còn uyển chuyển sâu sắc trong cuộc sống nhân lưng và đạo đức. Hay lắm quý cô bác. Cho nên là điều găn cấm thứ nhất. Như vậy thì điều găn cấm thứ nhất nó có nhiếp lực nghi giới và nhiếp thiện pháp giới. Người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta phải gắng cố gắng giữ gìn. Đến điều găn cấm thứ hai, chẳng những giữ vững một nền tảng như vậy không thôi, mà Đức Thầy còn chỉ dạy chúng ta phải tiến tới. Bởi vì sao? Bởi vì con người trong kiếp sống ai cũng phải bận rộn trong sự ăn, mặc, ở. Ba điều này không ai mà không bận rộn ba điều này. Có ăn, có mặc, có ở thì phải có làm ăn. Phải có làm mới ra mới có ăn. Nhưng làm sao cho đúng chánh lý? Trong sự sống tam can ngũ thường tam tùng tứ đức này, trong cái sự sống tốt đẹp này, thì cái việc sự sống cách làm ăn để tạo một nền tảng tốt đẹp, đi nuôi cha dưỡng mẹ, làm tất cả những cái phước thiện ấy, thì cũng là một nền tảng căn bản vô cùng cần thiết. Phải không quý đồng đạo? Nên Đức Thầy mới giải tiếp cho tròn điều găn cấm thứ hai. Điều thứ gì? Ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Quý vị thấy cái điều này nghe thì nó đơn giản lắm phải không? Nó đơn giản lắm. Mà cái điều thứ nhất đó, muốn cho cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, có tiền bạc, nuôi cha dưỡng mẹ ổn định, thì chúng ta cần có hai điều tất yếu đầu tiên. Mới đến những điều thứ tiếp tục sao trong điều này. Thứ gì? Phải bỏ sự làm biếng. Làm biếng là thói hư tật xấu. Làm biếng không làm giàu cho bản thân mình. Làm biếng giúp cho gia đình chúng ta bất an, bất ổn khi về vật chất. Làm biếng không thể làm giàu cho quốc gia. Mà làm biếng không rèn luyện cho bản thân. Cho nên nó là thói hư tật xấu. Không quý vị? Ăn nhiều ngủ nhiều sanh ra làm biếng. Cho nên Đức Thầy nó không đúng với chung đạo. Không đúng với chung đạo. Phải gì? Phải giữ cho sức khỏe cho mình mới làm việc đạo nghĩa một cách đắc lực. Cho nên cái làm biếng là cái điều này là không ai thích mình đâu. Trong gia đình mà có làm biếng là chúng ta cũng bực bội. Còn cần kiệm là gì? Là cần lao kiệm ước. Chứ cần kiệm là luôn luôn lúc nào mà tín đồ Phật giáo hòa hảo là không ăn xài lãng phí xa hoa, điều về cấm thứ ba đó. Chứ cần kiệm á, chúng ta không phải nó cái gì chúng ta hay không là ăn uống nó một cách cầu thả, ăn uống nhiều ăn cho quá mức mà sống phải gì? Bởi cuộc đời là giả tạm, cho nên chúng ta không nên xài tiền ăn phí xa hoa, phải cần kiệm là kiệm ước. Cần kiệm, hai đức tính này có thì mới làm những điều sao có. Mới đợi sao? Cần kiệm rồi làm gì? Chẳng nên lười biếng phải cần kiệm rồi sốt sắng. Bởi vì không làm biếng mới sốt sắng. Sốt sắng lo làm ăn nha. Vì sao? Mình là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, lo làm ăn. Nó có hai mặt nghe quý vị. Nhớ nghe, không phải lo làm ăn không. Nếu lo làm ăn không là không đúng. Mà lo làm ăn là phải lo tu hiền chứ. Chừng chắc quý vị hay lắm. Như vậy là lo làm ăn
thì chúng ta phải lo làm ăn rồi, chứ không phải làm ăn hoài mà quên cúng lại, quên tu, làm từ thiện, quên niệm Phật, quên công phu, không phải. Mà lo làm ăn siêng năng, lo làm ăn để tạo cuộc sống tốt đẹp, có tiền có của để giúp cha dưỡng mẹ, là để trả đền trả tứ ân, làm phước giúp đỡ mọi người, xây dựng một cái tổ quốc, một cái quê hương để giàu mạnh thêm lên, như lời của Đức Thầy đã chỉ dạy đó. Như vậy thì cần kiệm, nhưng mà cần kiệm sốt sắng lo làm ăn. Làm ăn ở đây mới đúng đó quý vị nghe. Cho nên làm ăn mà không tu hiền chân chất đó, không chơn, tu hiền chứ không phải tu dữ nha. Chơn là trong sạch, chất là chất phát thật thà. Vậy thì làm ăn cũng đúng cái chân thật, chất phát thật thà. Tu hành cũng làm ăn chân chất và thật thà. Bởi vì chúng ta tu đó, tu thật tâm thì được thảnh thơi, mà tu giả dối thì lao thị, thì lý. Hai chú ý đồng đạo. Như vậy là chất phát thật thà. Như vậy thì việc làm ăn chúng ta cũng phải cần cái điều gì quý vị? Đúng với một chánh nghiệp. Chứ bây giờ làm ăn mà tu hiền chân chất mà quý vị làm ăn mà sát sanh hại vật, rồi nuôi điếm bán ấp huyện, buôn rượu đầu cơ cho trai cắt cổ, thì chúng ta có được tu hiền chân chất không? Chân chất không quý vị? Không. Thế thì quá rõ cái đoạn sau tu hiền chân chất là Đức Thầy muốn nói chúng ta đó. Làm cái mục làm ăn phải đúng theo chánh nghiệp. Quý vị nhớ chưa đó? Thì đây là có bốn điều, hai điều đều giữ, hai điều sau là gán làm. Nhiếp lực, nghi giới, nhiếp thiện, pháp giới đầy đủ. Và còn cái điều nữa là cái điều ghi nhớ. Trong việc làm ăn, trong việc giao tiếp, trong việc tu hành, chúng ta không thể nào mà không đụng chạm lẫn nhau. Đúng không? Chính người mười ý, căn cơ trình độ khác nhau. Cho nên cái việc làm từ thiện, rồi cái việc này việc nọ, không thể nào mà chúng ta không có nghịch ý với nhau. Mà khi chúng ta giao tiếp xã hội, trong gia đình ta bà khổ, ta bà lắm khổ, thì làm sao mà không có việc xảy ra với nhau trong cái việc sai trái sanh ra nóng giận. Phải không quý đồng đạo? Cho nên Đức Thầy giải tiếp chúng ta đó, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Quý vị nhớ điều này nghe. Bây giờ lỡ nóng á, giao tiếp lỡ nóng thì được, nhưng đừng có giận. Giận là gì? Giận thì nó sanh ra hận. Bởi vì nóng á, thì không vừa ý thì nóng ai cũng còn hết chứ. Nhưng mà quan trọng ở chỗ nào quý vị? Cái chỗ giận. Giận mà cái quan trọng ở chỗ hận. Thì chữ giận mà khi người đó không vừa ý mình mà nói mình rồi đó nghe. Mình tức, mình nói, mình nóng. Nhưng nóng rồi thì thôi. Nhưng mà hận đó, nóng với giận nó sanh ra khen ghét nè, nó sanh ra thành kiến nè, nó sanh ra chia rẽ nè, nó sanh ra hận thù nè. Quý vị có nghĩ chỗ này không? Tu với nhau tín đồ Phật giáo hòa hao và với nhau không, và tu một thời gian thì cái đoàn này đoàn kia đủ thứ hết trơn, thấy ông đó là tôi thấy ghét rồi. Đây là giận nè, đây là giận đó, phạm giới rồi. Lỡ nói với nhau rồi thôi, lỡ tức bực cái thôi, nóng thì còn nóng. Nhưng mà giận mà hận rồi ghen ghét mà cái thù hiềm nè, thì nó do cái sự háo thắng mà ra nè. Chắc cái này không chạy khỏi đâu. Vào một cái hội trường, vào một công tác từ thiện, vào trong có Phật sự, mà thấy cái người đó không ưa là cái bữa nay là mình thấy hết vui. Mà do đâu? Do hận, do giận mà ra. Hai quý vị, đó là điều gân cấm thứ nhì. Chúng ta gán mà lọc lòng phan dung bỏ qua chỗ này. Đến điều gân cấm thứ ba. Điều gân cấm thứ ba sao chú ý đồng đạo? Điều gân cấm thứ ba đó là ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá, mà lợi dụng tiền tài đành quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ xu phụng kẻ giàu sang, hộ người nghèo khó. Vậy thì thứ nhất Đức Thầy cho chúng ta ăn xài, chứ không phải chúng ta không cho ăn xài, không xài thì sao chúng ta sống. Nhưng mà không cho ăn xài cho thái quá, thì được quá đi cái mức sinh sống thường nhật của chúng ta, qua đi cái sự sinh sống bình thường. Tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta đọc bên Tứ Thánh, chúng ta nghe là ông Tứ Thánh nói nè, đời này con gái quá trai, con trai quá gái, thật tài phép tiên, phải không? Rồi mặc đồ đi mà thiếu giải. Anh tôi nói vậy quý vị biết đặt đồ thiếu giải không? Mặc đồ lè lè. Người phụ nữ bây giờ mà quân cục tóc gì? Tóc hết rồi gì, giống như đồng đinh mà hất cao lên vậy. Con gái quá trai, con trai quá gái, thật tài phép tiên. Chúng ta nghe nó trụ giỏi quá phép tiên.
Không phải đâu, ông Thánh nói gì vậy? Mình hãy nghĩ ngược lại. Vậy ăn xài sao thái quá làm sao? Hời ăn quá mức của mình, thấy không? Dù là chúng ta ăn mặn đi chăng nữa, không ăn chay trường đi chăng nữa, thì Đức Thầy nó không nên sát hại sinh vật một cách quá đáng. Chỉ dùng nó đúng với thực phẩm nhu cầu cần thiết của mình mà thôi. Đó là cái ăn. Còn cái xài sao quý vị? Cái này được rồi, cứ mỗi một năm thay cái điện thoại, cái năm thay cái điện thoại, một năm điện thoại điện ra cứ tiếp tục tới hoài. Trời ơi, đồng đạo không nói gì tới giáo lý viên mà lắm lúc còn có nữa kìa. Không quý vị, xe chạy được rồi, vừa vừa thôi, đổi liên tục, cứ chạy theo mà quên đạo đức. Đành rằng mình có tiền mình sai bắt buộc mình, nhưng mà tu để thể hiện một cuộc đời vốn là gì? Là giả tạm. Chúng ta nên, không phải là chúng ta không lo, lo vừa chừng. Chúng ta không nên o bé sửa sang rồi mài cạo gọt cưng nó, dưỡng nó, tích chữ cơm tiền cho nó ăn, xây dựng nhà cửa cho nó ở, tìm thanh sắc cho nó vui. Không phải là chúng ta không lo, nhưng mà lo vừa chừng. Phải để thân xác này là gì? Lo tu học để bước qua con đường giải thoát. Cho nên ăn xài chưng giọt cho thái quá. Nhất là quý vị lợi dụng tiền tài, có tiền rồi muốn ăn xài sao ăn dài à? Quên đi đạo nghĩa. Hoặc là gì? Nè, nghèo a vua bợ nở nịnh tà. Hả, bây giờ nghèo rồi vì có ham tiền tài vật chất mà bợ nở, quên đi đạo nghĩa. Thấy không? Ỷ tiền tài chẳng biết thương ai. Thì cái này là hai cái này cấm hết. Ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai. Rồi bây giờ đó, ỷ tiền tài mà quên đi nhân nghĩa và đạo lý. Lên đi nhân nghĩa và đạo lý. Còn cái điều đừng ích kỷ, cái chỗ đừng ích kỷ khó quý vị ơi. Nếu mà Đức Thầy dạy chúng ta càng ngày càng sâu cái đạo đức, sâu vào cái tâm từ bi và bác ái. Bởi vì khi con người chúng ta mà không dẹp lòng ích kỷ thì đừng bao giờ nhập thánh. Cho nên chúng tôi thường mà trao đổi với đồng đạo đó, muốn nhập thánh, muốn về cõi Phật đó, nghe nó trở thành con Phật là lòng ích kỷ phải dứt. Còn lắm lúc chúng ta bố thí khắp cả ngập trời luôn á, tiền bạc của cải mà lòng ích kỷ là vẫn còn ích kỷ à, vẫn còn bo giữ thiện kiến của mình à, muốn gom góp để về mình à, bố thí mà cũng muốn giàu thêm, và bố thí muốn cho người ta vậy ta cung kính, bố thí cho người ta vậy khen mình. Không có bố thí bằng một cách giúp đời, đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Bởi vì ích kỷ là một thói hư tật xấu của mình nữa trong đạo đức, mà ích kỷ là che mờ bản tánh, là nguồn gốc của lòng tham, nó là lòng tham lam đó. Cho nên ai muốn tìm đạo cả cao sâu thì phải dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại, đừng theo tà quỷ tham sân si, chứ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Nếu chỉ còn ích kỷ, điều găng cấm thứ ba Đức Thầy dạy sâu vào trên con đường đạo Phật rồi đó. Điều găng cấm thứ ba là Đức Thầy dạy vào đạo Phật, vào nhập thánh. Chú ý đồng đạo, vừa tròn nhân đạo mà vừa tròn bắt đầu vào Phật đạo đó, bắt đầu vô Phật đạo đó quý vị. Đừng ích kỷ phu cũng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Chỉ dạy chúng ta một cách sống bình đẳng giữa con người và con người, không phân biệt nghèo và giàu, không khinh khi, cuộc sống bình đẳng. Bởi vì lòng từ bi bác ái của Đức Phật rất thâm quần quyển quở, cái tình ấy không bến không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt một chủng tộc, xóa bỏ hết tất cả đẳng cấp sang hèn, chỉ đặt vào một nhân loại chúng sinh mà thôi. Thì chúng ta thấy cái chỗ này còn có ích kỷ nữa không? Còn ích kỷ tất nhiên là phạm điều găng cấm thứ ba, là nhiêu ích hữu tình giới, là nhiếp thiện pháp giới. Điều này khó tu ha, chú ý độc đạo. Điều găng cấm thứ ba khó tu. Hai phần trước thì dễ, không ăn xài chưng dọn xa hoa thì dễ, nhưng mà mấy phần sau rất là khó. Đi sâu vào đới điều găng cấm thứ tư. Ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay học quyền ngũa. Bây giờ nó mà sai hay quyền ngũa thì chúng ta dễ mà. Chứ Đức Thầy những đàn bà khe khắc cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn, thì có lắm lúc của con, của cái, của này, của nọ thì dễ hiểu. Kêu trời Phật thánh thần, kêu trời, kêu Phật hãy xuống đây mà coi, thì cái này dễ hiểu, chúng ta không phạm. Nhưng mà nói sâu một chút á, mà sai quyền gũa, quyền gũa chúng ta dễ hiểu mà sai. Đồng đạo của chúng ta có lắm lúc đó mà sai bằng một cách
một cách văn hóa không? Đức thầy dạy chúng ta năm điều răn cấm với năm điều cầu nguyện đó, hàng ngày năm cầu nguyện nguyện rồi. Hôm nay đem lên củ quyền nghe, hay là lên gầm 14 đồ là đem qua cúng Phật Tam Bảo, bắt đầu nguyện riêng hôm nay và ngày gầm ngày 14. Phải không? Ngày 14 dân qua, con dân qua đến Tam Bảo, cầu ơn trên Tam Bảo chư vị thánh thần gia hộ cho con tôi được bình an, được thi đậu đỗ cử gì đó, đừng có tai na ba nạn khỏi, có không? Đây cũng là một hình thức văn hóa đạo đức mà sai. Là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta đã hiểu được luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Thì bây giờ chúng ta nên nhớ rằng đó, ngoài cái việc mà chúng ta giữ lời nói cho trong sạch, nghĩa là không có quyền gũa, không có ác khẩu, không có vọng ngữ, hao quý đồng đạo, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, cái thoát ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường được phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Như vậy thì điều răn cấm thứ ba Đức Thầy dạy chúng ta, lời nói luôn tốt đẹp, luôn trang nghiêm, bỏ những thói hư tật xấu, lời nói ác khẩu, vọng ngữ, chửi gũa, giữ gìn cho cách đối nhân xử thế trở nên tốt đẹp. Đến điều răn cấm thứ tư, chúng ta thấy quý vị thấy gõ gà chưa quý đồng đạo, quý không? Như vậy thì giới cấm của Đức Thầy có phải là một giới mà chúng ta gọi là ngăn cấm điều ác không không? Nhưng mà giới cấm của Đức Thầy còn chỉ dạy chúng ta là cách đối xử giữa con người, mà cách hòa nhập con người, mà cách sự sống tốt đẹp đạo đức của một con người và giá trị đạo đức của Phật pháp. Và cái điều thứ năm, điều thứ năm Đức Thầy nói lên một điều nữa. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại hại ta. Thì điều thứ năm nó chỉ dạy con người, không phải giữa con người mà đối với con người không đâu, mà Đức Thầy dạy cho chúng ta những người cư sĩ tại gia chúng ta chưa ăn chay trường. Thấy không? Nếu mà ăn chay trường thì có ăn thịt trâu chó bò không? Không. Phải không chú ý đồng đạo? Thì chỉ dạy cho những người ăn chay kỳ, mà nói luôn với những người ăn chay trường nữa, là không sát sanh hại vật để cúng thần thần này thánh kia, để nêu cao lực nhân quả, là nêu lên một con đường chánh lý tốt đẹp, một sự sống tốt tươi, không phải con người đối với con người, mà con người đạo đức nhân lưng, cái con người chúng ta, cái nghĩa đó đối với cả gì quý vị, là đến thú cầm sanh vật. Trời ơi, nó hay cực kỳ. Bởi vì sao? Châu chó bò đó là ba con vật có ơn với mình. Nếu một con người đối với sinh vật mà có lòng nhân nghĩa như thế, chúng ta không nên sát hại nó, vì nó có ơn nghĩa đối với ta. Thì đối với con người chúng ta có thể mà sát hại lẫn nhau không? Chúng ta thấy Đức Thầy dạy chúng ta hay hơn quý vị. Đi sâu, lần lần, bình đẳng, hòa đồng, nhân loại cho đến tất cả vạn vật chúng sinh. Và lần lần đi vào chánh tín, không mê tín gì đâu. Đó là không sát sanh hại vật mà cúng thần này thánh kia. Bởi vì thần thánh không bao giờ tư ghiêng, gẫm thánh thần đâu có tư ghiêng. Quỷ ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp, làm điều bạo ác phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc than khẩn giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ấp Phật giúp đời, xuống phước cộng từ bi hỷ xạ. Còn những hạng đó ăn đồ cúng kiếm mà làm hết bệnh, Đức Thầy báo chúng ta biết nghe, cũng có một số tà thần quỷ thần, nó có phước báo, nó có quyền lực lắm. Nhưng mà chúng ta cúng kiến nó mà làm hết bệnh, đó là tà thần, mà cúng kiến nó mãi nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta, nó không lợi ích cho mình đâu. Mà chúng ta còn phải gieo duyên với bên tà thần. Còn gieo duyên với việc gì nó chú ý đồng đạo? Còn gieo lên một cái nghiệp lực càng thêm nặng nề sâu sắc, còn gieo lên cái việc mê tín dị đoan, mà còn nói lên một cái sự chúng ta không giữ vững đúng một con người trung kiên đối với đạo, không giữ gìn đúng cái lực nghe lời thầy, không nghe lời thầy. À, chú ý đồng đạo, cho nên chúng ta thấy bình thường rất sâu sắc. Đó, như vậy thì đó là điều răn cấm thứ 5 và điều răn cấm thứ 6. Rồi chúng tôi đi xiết một chút. Điều răn cấm thứ 6. Ha quý vị, điều răn cấm thứ 6. Điều răn cấm thứ 6 là gì? Là ta không nên, chứ không phải là chẳng nên, nghe hồi nãy nghe không nào đấy.
không nên, là chẳng nên, bây giờ là đến không nên. Ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Đâu vô lý, đức thầy đã nói vô lý rồi thì không có lý lẽ nào quý vị bàn bạc được trong này chân. Đừng nói ông bà của người ta xưa nay hôm nay vậy, đã vô lý rồi thì đừng có nói nữa. Đương quý đồng đạo, tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Hãy để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối cách tàn tật. Thì điều thứ 6 này ta không đốt giấy tiền vàng bạc, hay không? Bởi vì giấy tiền vàng bạc là vô lý, nó không có lý lẽ đạo đức ở trong này, nó không có lý lẽ trong sáng ở trong này, mà nó là chỉ cách một truyền thống mê tín dị đoan của ông bà chúng ta ngày xưa bị lầm lạc. Phải không? Mới lầm lạc thì không có nói sao vô lý. Thì không có đốt giấy tiền vàng bạc, đốt cho người chết xuống cõi với Diêm Phủ, có tiền bạc để mà xài, vô lý gì đâu. Giống như kinh á, trong Đức Phật nói giống như đem cây tre mà thọc xuống âm phủ vậy đó. Tần ơi, nó vô lý gì đâu mà nó vô lý. Hả không? Đã nó vô lý thì khỏi bàn. Phải không chứ quý đồng đạo? Đã nó vô lý không cần bàn nữa. Mau không? Chứ đúng ra giải thích lâu lắm. Vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta. Đã nói là không bao giờ ăn hối lộ rồi. Phải không quý vị? Và cũng không xài được nữa, hãy tiền để tiền lãng phí ấy. Đây ai mà xài đốt giấy tiền vàng bạc xá phướng đầu kho là tiền lãng phí. Nghe quý đồng đạo nhớ nghe, là tiền lãng phí. Quý vị ơi, không đốt không xài nhưng mà buôn bán được không? Giờ nghề buôn bán mua đốt giấy tiền vàng bạc mua về đó bán cho đồng đạo được không? Bán cho người đời được không? Vậy mà đồng đạo chúng ta lại làm đó chứ. Không cho xài. Tôi có đốt giấy tiền vàng bạc, tôi có bán vào kho. Ủa sao đem giấy tiền vàng bạc sao vứt vào kho? Cái này tôi bán cho người ta ngoài. Được không quý đồng đạo? Đã là vô lý mà còn lại nói qua những điện này nữa. Phải không? Thế thì chúng ta phải nên nhớ rõ điều đó. Cái điều thứ 7, cái điều thứ 7 là đứng trước mọi việc chi và việc đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Quý vị ơi, bắt đầu vô đạo Phật rồi đó. Cái giữa việc đời là việc gì quý vị? Là việc sinh sống hàng ngày, cách đối nhân xử thế làm sao cho phải. Cái việc đời là cái việc quan hôn tang tế, cái việc là hòa nhập của cuộc sống cộng đồng, cái việc làm ăn sinh sống, cái việc đối đãi với nhau, cái việc cư xử lẫn nhau, cái việc lễ nghi lẫn nhau. Đó là cái việc đời, là cách khôn quan tang tế đối với việc đời. Điều thứ 7, đứng trước mọi việc chi, là đứng tất cả mọi việc gì. Có muôn ngàn sự việc, muôn ngàn sự, muôn ngàn việc, không phải là một việc. Trời, điều ẩn cấm thứ 7 nó nhiều dữ lắm luôn. Việc sự phải, sự trái, sự đúng, sự sai, sự có, sự không, sự còn, sự mất, sự trên, sự dưới. Còn cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, mà thành cũng tưởng, mà bãi cũng tưởng, mà thương cũng tưởng, mà ghét cũng tưởng. Thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não cũng xử nó. Vậy thì tất cả bao nhiêu những sự phải sự quấy đứng trước ở cuộc sống của mình đối với nhân loại chúng ta, được có quyền đó, nghe thông tin, nắm bắt thông tin và phải xử lý thông tin cho đúng đắn. Chúng ta cư xử làm sao cho đúng lẽ làm người. Nhưng chưa vậy chưa đủ đâu, nhưng mà phải cho làm người cho minh lý. Minh lý là gì? Minh là sáng tỏ, lý là lý lẽ, cho sáng tỏ cái lý đó, cái lý lẽ cuộc sống của chúng ta. Chứ không phải đó nghe, úp úp mở mở. Làm công tác từ thiện, người ta cho nhiều cái gom góp ơn như mình mà không rõ. Hồi ai nói sao không biết, anh thua tâm mình, anh ta cho mình á. Chứ bây giờ người ta kêu bây giờ làm công tác tài thiện, mình làm tập thể, thí dụ thôi nha. Tôi thí dụ thôi. Làm công tác tập thể, ta nói là báo cáo 3 tháng báo cáo một lần. Báo cáo làm cơ bản gì? Làm cơ bản làm ác cũng vậy. Ăn thua cái tâm mình trong sạch. Bào chữa nghe cái nó hay quá, chật lắc. Chúng tôi nói bào chữa một câu nghe hay quá mà chật lắc. Bây giờ mình trong sáng thì mình mới công khai cái càng trong sáng cái gì đó. Cho minh lý, cho nó rõ lẽ, mọi việc cho nó rõ ràng, phải trong sạch, phải hiện thực, phải ra phơi bày ra ánh sáng. Mọi việc làm mà chúng ta cứ úp úp mở mở không à,
từ việc phải đến việc trái, việc đúng, việc sai, việc đối xử lẫn nhau, giữa úp úp mở mở. Thương không thương, ghét không ghét. Có không có, không không, đi không đi. Hay không, úp úp mở mở, thôi đi nghe công tác từ thiện hay đi này nè. Để chờ chút tôi coi làm sao. Đi thì nói đi, không đi nó không đi. Thí dụ hay chưa quý đồng đạo? Tôi thí dụ nhiều cái lắm, tôi nói hơi đụng chạm chân. Thấy không đạo? Chính xác cho minh lý rồi phán đoán việc ấy. Còn chơi đến nè, chứ việc đời đó, việc đạo nè. Việc đạo bây giờ là gì? Việc đạo là phải sáng suốt, phải chánh kiến, phải nhìn nhận cái cuộc đời ba pháp ẩn của Đức Phật, vô thường khổ không và vô ngã. Ai không chú ý đồng đạo? Bây giờ phải sáng suốt, trí linh mẫn, nhìn xem các chuyện, đừng để cho lầm lạc nẻo tà, dầu việc người hay việc của ta. Nên phán đoán cho tường, cho tận, tội với phước, xét coi nhiều bận mới khỏi già, tà mới khỏi, lầm tà khiến đem vào. Như vậy thì chúng tôi sẽ xét coi cái việc mà cái đạo đức chúng ta tu hành có đúng chưa? Pháp môn niệm Phật chúng ta tu vậy đúng theo lời thầy dạy chưa? Tu thiền đúng chưa? Và trên con đường tu thiền giữ giới làm sao, ăn chay làm sao, niệm Phật làm sao? Phải không? Và chúng ta trên con đường tu như thế nào? Đối với đạo đức, con đường đạo đức là con đường giác ngộ, là cái con đường chúng ta đã tu tập đúng chưa? Và trên con đường chúng ta đi con đường đạo đức mà gặp gian nan trắc trở thì chúng ta hãy suy xét kỹ lại coi. Bởi vì chúng ta còn nghiệp quả ông nhồi quả cho người hành đạo lúc quy nàng có tối chí cùng chăng. Chúng ta phải loại bỏ những trừ tà sư ngoại đạo mê tín dị đoan. Hãy không? Mà còn những gì nữa chú quý đồng đạo? Còn rất là nhiều chúng ta còn gặp những nghiệp lực chướng ngại. Sao tôi tu, tôi hành, tôi ngồi niệm Phật quá mà tôi tai nạn hoài. Cái con đường đạo đức tôi bị tai nạn, mình có suy nghĩ lại mình chưa? Ông nhồi quả cho người hành đạo lúc quy nàng thối chí cùng chăng. Trên con đường đạo đức chúng ta, tại sao chúng ta làm phước làm đồ tu hành mà bệnh hoạn hoài? Chúng ta có suy nghĩ qua việc này chưa? Khi con người chúng ta bước vào tu, chúng ta phải bị dừng nghiệp khảo, từ trong gia đình cho đến anh em, cho đến chồng vợ, cho đến bên ngoài. Bởi vì chúng ta dính mắc lẫn nhau, dây dưa những nghiệp lực thì nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chúng ta phải trải qua nè. Nào là gì? Nghịch khảo nè. Nào là trừng khảo nè. Hai cái này chúng ta là dễ dừ lắm. Nó gì bên ngoài làm cho chúng ta có thể thôi thúc thân tâm chúng ta càng tinh tấn hơn. Nhưng mà đến cái gì? Quý vị, đến khi ám khảo thì chúng ta ngã mạn tự cao cho mình con đường đạo đức đó, cho mình là hiểu biết, cho mình là đủ rồi. Không phân lý lẽ, không sự học hỏi, không tinh tấn, không tiến tới. Thì quý vị nên bị ma ám khảo. Thì cái này chúng ta hãy xem xét kỹ là có chánh kiến mới nhìn nhận. Nhưng mà ám khảo trên con đường tu chưa đâu, minh khảo. Minh khảo là sáng suốt nhìn nhận tất cả mọi sự việc, hiu hiu tự đắc, cho mình là hay. Minh khảo là được rồi. Bởi vì đạo Phật không phải sáng, không phải tối, không phải cao, không phải thấp, mà là trong sạch, là như thật. Hay lắm mà, đạo đức chà, điều thứ 7 Đức Thầy vậy là chí đó. Đây là chí đó. Cho nên đó, cho đến cái điều thứ 5 là thuận khảo. Khi chúng ta có cái phước báo, có cái giới luật, chúng ta làm đạo được rồi, cái người ta khen, người ta kính tận, người ta thuận khảo, muốn gì có được cái nấy của chừng chết luôn. Hai quý đồng đạo, cho nên đứng mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét trong minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Hãy phán đoán tường tận rõ ràng. Hay không? Đó là điều thứ 7. Để chúng tôi nói thêm cái điều thứ 8. Rồi là bắt đầu chúng tôi kết thúc nói qua điều thứ 7. Cái điều thứ 8 khó lắm nghe chư quý đồng đạo. Tóm tắt, gọi là gom gọn lại 7 cái điều kia. Mà cái nền tảng của điều thứ 8 là gì? Thương yêu lẫn nhau với con một cha. Còn ngồi nghe nó từ bi gì đâu á. Sao quý vị? Thương yêu lẫn nhau cho con một cha, mà con một cha là anh em như thể tay chân. Tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo đều là chung với nhau của một Đức Thầy. Ngài Đức Phật là gì? Ngài là gì? Ngài giống như một cha lành của tất cả chúng sinh. Giống như một người cha đối với các con. Và ta là các con. Phải không quý vị? Thương yêu lẫn nhau với con một cha mà chúng ta phân biệt hoài. Ông này làm công tác từ thiện thuốc nam nè. Cái ông này á thì bây giờ đi cầu nguyện nè. Chia ra. Rồi ông này là gì quý vị? Xây cách nhà tình thương nè.
Nhưng mà cưới qua ông nào cũng là một ông là tín đồ ông Tư, một ông là tín đồ vậy Đức Thầy. Ông Tư Hòa Hảo với ông Đức Thầy, hai ông có một à. Mà mình thì chịu ông Đức Thầy, còn mình không chịu ông Tư. Thí dụ vậy. Quý đồng đạo, mà thương yêu lẫn nhau như con một cha mà chống trái hoài à. Bởi vì mình đâu phải là Bồ Tát đâu, Bồ Tát đa hạnh rồi, mình chưa có chọn đa hạnh. Giao đi viền thì bổn phận đi thiết giảng. Đồng đạo chúng ta là bổn phận vừa lo gia đình, vừa ủng hộ Phật Pháp, và lo là giúp cho xã hội thì đồng nhau, đâu có ai hơn ai đâu. Nói tôi ngồi nghe Pháp tôi thua ông cháu đi viên không? Sai rồi. Không có ai hơn ai cả trơn á. Không có người nào hơn người nào tu giỏi với lực nhiều đó tộc. Quý vị, thương yêu lẫn nhau như con một cha, thể hiện một tinh thần đạo đức, đây là tu đức. Cho nên Đức Thầy mới nói chúng ta đó nghe, cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện những đức tính cao cả mà thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp, đem lại cái phước lại cho toàn thể chúng sinh, thì đó là thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Phải không chư quý đồng đạo? Thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo. Đạo đức thì chúng ta anh em với nhau, không anh em như thể tay chân. Quý vị mai mốt đi nghịch với tôi mà về cực lạc không lẽ nghịch nữa. Quý đồng đạo, mà về cực lạc làm gì có nghịch, thận nhau mới địch. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đóng thức bốn phương chấn hưng, Phật giáo học đường giới trên hòa thận, chọn đường quy nguyên. Lòng trẻ thảo biết đòn biết kết, biết sát hòa mê mệt đâu này, băng rừng dẹt phá róc rai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng, về cõi Tây Phương an dưỡng. Chỗ chọn lành chọn sáng này là ý nghĩa sâu sắc lắm nha. Chọn lành là gì? Có hai nghĩa. Chọn lành chọn sáng có hai nghĩa. Đúng ra tôi giải thích ba nghĩa, giải hai nghĩa được rồi. Hay không? Chọn lành là tất nhiên có, chúng ta có làm những gì điều ác không? Có phạm 10 điều ác không quý đồng đạo? Không phạm 10 điều ác là chọn, chọn lành. Chọn sáng là không bao giờ mê muội đâu phải không? Chọn sáng là thấy rõ được chánh tà, đúng sai phải trái. Sự tu học của chúng ta đúng với con đường bát chánh đạo, đó là chọn, chọn sáng. Nhưng chọn lành chọn sáng nó còn có ý nghĩa là từ cái đầu tiên khi đã coi giảng thì phải tự xét mình, hòa nhập trong cuộc sống thực tế, vừa đạo đức nhân luân vừa tam nghiệp cho tròn, trở thành là chúng ta một nền tảng vững chắc yên ổn, giúp đỡ chúng sanh sáng suốt từ điều thứ nhất đến điều thứ bảy, phải chọn, gọi là tóm tắt. Và lòng từ bi gỗ nợ là chọn lá, chọn lành. Thương yêu lẫn nhau như con một cha là chọn lành. Và chọn sáng là thực hiện đúng bát chánh đạo, là đắc đạo, chọn lành chọn sáng, vào cảnh nhập lưu đến đắc quả A-la-hán, là càn quệ, quệ địa. À, cái này mới có hai cái rồi thấy sâu không? Mà về là về cõi Tây Phương nó có hai phần tính hạnh nguyện đầy đủ, trao dồi tam nghiệp, phải không? Niệm Phật A-di-đà, giữ đó chứ vậy. Giữ là tính nguyện hạnh thì được quảng sanh, đó là chọn lành, chọn sáng, về cõi Tây Phương an dưỡng và học đạo. Cái thứ hai là chúng ta giới lực tròn đầy tu hành đắc đạo, là chọn sáng luôn. Là hai điều này. Về cõi Tây Phương là về nơi cõi an lặng, tịch tịnh, tốt đẹp, cực lạc, an vui, không còn sanh tử. Hay là về cõi phàm thánh, đồng cư tịnh độ của Phật A-di-đà, mười phương chư Phật. Chúng tôi giải hai nghĩa thôi, là chọn lành chọn sáng với hai nghĩa với thôi. Giải sâu nó còn sâu nữa thì chưa biết đồng đạo. Để cho tôi thiết không có thời gian, tôi dòm đồng hồ, thiết đem một tiếng đồng hồ nữa mới có hết ý được cái tám điều răn cấm này á. Hay chưa quý đồng đạo? Như về chọn lành chọn sáng mà còn học đạo là sao? Khi phàm thánh đồng cư tịnh độ về đó trên á, thấy không, thì cha là Phật A Di Đà, mẹ là Bồ Tát Thinh Văn Nguyên Giác, quyến thuộc chuyện trò, tuổi thọ không lường, sống hoài thân thiết Đức Thầy, thì chúng ta đó cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai chi yên nhàn, nhìn cảnh Phật đài khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Thầy đó chúng ta học đạo hoàn toàn để phát nguyện lên cái con đường Bồ Tát đạo, để xuống để cứu độ khắp chúng sinh. Còn cái thứ hai đắc đạo hoàn toàn rồi, đắc đạo bậc vô học rồi, bậc A-la-hán hay là các vị tánh,
về đến cảnh giới Niết Bàn chúng ta còn thực hiện Bồ Tát đạo để chứng quả Như Lai. Chứng quả Như Lai trọn vẹn, bởi vì Bồ Tát đạo có 55 địa vị, quý vị, 55 địa vị chứ không phải là một. Khi đã chọn lành chọn sáng về 55 địa vị, khi đạt được chọn lành chọn sáng càng quệ địa chứng quả bậc vô học, thì chúng ta còn thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng nè, thập địa nè, tứ gia hạnh nè, đẳng giác nè, diệu giác. Còn bữa nay sao không giải hết cho quý vị? Còn vị giáo lý viên nữa hay chưa quý đồng đạo? Thì chọn lành chọn sáng thì về cõi Tây Phương học đạo hoàn toàn để chẳng lễ cứu vớt chúng sinh thành Phật trọn vẹn. Trời, Đức Thầy không phải dạy chúng ta gì cực lạc không đâu, mà tám điều răn cấm đưa chúng ta thành Phật trọn vẹn, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn luôn. Trời ơi chưa quý đồng đạo. Thôi bây giờ điều thứ 8 là bốn câu kệ. Tới bốn câu kệ cũng là tóm tắt đạo pháp thường hay dung với hòa. Chứ gì đạo pháp gì mà có tranh cãi hơn thua hận thù gì chia rẽ gì tùm lum hết trơn. Mà thưa gửi gì tùm lum hết trơn. Nói ta không nghe thôi chứ Phật có lắm lúc thầy nói còn không nghe. Mà mình nói đồng đạo không nghe cái mình cử, mình chửi, mình bắn, mình chia rẽ. Coi chừng đồng đạo sai ít, coi chừng mình sai nhiều á. Theo quý đồng đạo, mình sai nhiều. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tội, xét thân ta. Thấy không? Xét người ta sai, người ta quấy rồi. Còn xét thân mình có sai có quấy hay không? Xét lại coi, xét người cho tội, xét thân ta. Nếu người góp phận vui lòng thứ thì mình cũng sao quý vị? Ta thứ được người, người thứ ta. Không thương người ta bắt người ta thương mình. Chuyện này không có lý lẽ. Giống như không có lý lẽ là bốn câu sau thôi chứ quý đồng đạo. Để tóm lại chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện này, tóm tắt lại chúng ta ngưng. Hết giờ, mẫu chuyện tôi tóm tắt ngắn gọn thôi nha. Gần 10 phút nó 9 giờ rưỡi rồi. Đây là chúng tôi nó gọn lại. Cái chỗ đây là tu đức, là tâm, là nhân luân và đạo đức, là từ bi, là bác ái, là cái điều thứ 8. Và cái điều thứ 7 là cái điều trí tuệ. Cho nên tâm và trí chúng ta phải đi đôi lẫn nhau. Để chúng tôi nói lên một cái mẫu chuyện ngụ ngôn cho quý vị thấy mà. Bộ chuyện này nói lên tâm và trí. Người tu phải có hai mặt, phước và huệ. Xưa có một vị này tu hành rất là chân chính, vì ngộ được cuộc đời vốn là vô thường, khổ không vô ngã. Thấy cái cuộc đời này á, là phụ mẫu thâm ân chung vũ việc, phu tê nghĩa nặng giả phân liên nhân, tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời cát tử phi. Cha mẹ ăn sâu còn cách biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phải ly, tuồng đời nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy mang đi. Ta là ông thợ xây đắp cuộc đời của mình trong hiện tại lẫn kiếp lai sinh. Cho nên bổn phận chúng ta muốn cho cuộc sống mình an ổn, muốn cho một cuộc sống yên vui, cho nên phải tu hành và nơi con đường giác ngộ, mà con đường của đạo Phật, con đường từ bi và bác ái, trên ngộ được như thế, vị này mới xuất gia lo tu học. Cho nên khi xuất gia tu học, giới hạnh rất trang nghiêm, vì lòng từ bi lắm, giữ hạnh rất trang nghiêm. Bắt đầu ra là lúc ngài vị sư này tu hành trang nghiêm, cái lòng từ bi thương người lắm, thương lắm nha, tới ai cũng thương hết trơn á, ai cũng mến hết trơn á, đi tới đâu ai cũng mến. Dân chúng thấy vị sư này giữ giới luật đồ ha, thương mến lắm. Biết cuộc đời là giả tạm, không nhận tiền bạc của cả giá chứ, chỉ biết là sinh sống qua ngày thì đủ được xác thân thôi. Cho nên đức hạnh mọi người đều cung kính, cung kính không quý vị? Người tu hành gì cung kính phải không? Hãy thương, hãy cung kính. Một hôm ngồi thiền định ở bên một cái chất đá, ở bên một cái dòng suối, vị sư này mới ngồi đó. Theo ngồi thiền định hàng ngày, khi đi khắc thực xong để trở về mới ngồi thiền. Khi ngồi thiền và đàng hoàng đó, lòng từ bi cái sư đó thì biết cuộc đời là giả tạm mà, biết đạo Phật là đạo từ bi mà, nói với muôn loài chúng sinh. Cho nên khi mà vị sư đang ngồi, bỗng nhiên có một cái con bùa cạp tử cho nó rớt xuống cái dòng suối, một cái kỉnh, cái bẩm này, lại cái chân vị sư thì suối nó chảy ra thì con bùa cạp này nó sẽ chết. Thế nên vị sư lòng từ bi không thể ngó mắt làm ngơ, đưa tay ra là cứu con bùa cạp, cho con bùa cạp keo lên cái tay mình đi lên. Nhưng mà không biết rằng quý vị, lòng từ bi của mình thì mình cứ từ bi, nhưng mà con bùa cạp, cái bản chất của nó là bản chất ác độc, cái bản chất là bản chất mê suy, bản chất của bản chất tâm tối. Quý vị có hiểu chỗ này không? Cho nên khi đưa tay xuống rồi thì còn bám lên bùa cạp, nó cắn vị sư liền. Thì có một cái vị đó đang đi ngang ở đó đó, cái vị đánh cá đang đi ngang đó mới thấy đi. Đàng hoàng đó, là vị sư cắn đau quá, nhưng mà vị lòng từ bi gán chịu đựng, gán chịu đựng đưa bùa cạp lên bờ.
Rồi thôi như vậy thì chút xíu nó con bồ cạp nó xuống nữa thì vị sư không thể đàm ngơ vì lòng từ bi, không thể dù đau đó cỡ nào cũng phải cứu, phải chịu khổ, phải cứu, đưa tay xuống cứu lần nó cắn lần thứ hai. Thì vị kia chạy lỡ thấy nó, tại sao á là mới ngồi đó, cái vị đó mới đến đó là thưa sư, tại sao con bồ cạp là cái bản chất nó là ác độc mà tại sư sao sư nó lại là đi cứu nó làm chi? Thì vị sư mới ôn tồn đáp, bản chất con bồ cạp là bản chất ác độc, còn bản chất của tôi là bản chất từ bi. Hay không? Hay ha. Nghe tiếp nha. Nghe tiếp. Hay thì nghe tiếp. Thế thì chứ vậy là chuyện đó nó không thôi. Tiếp tục con bồ cạp thứ ba nó gớt xuống nữa. Thì sư bản chất từ bi đâu có bỏ đưa tay gớt nữa. Lúc này cái người đi ngang đó thấy không, xách cái cây chặn tay của vị sư không cho liền, không cho cứu. Vị đó mới ôm tồn để mấy cây đưa cho cặp bò lên, đem lên, đem lên trên bờ cho bồ sư đi. Quay qua vị sư, cái vị đó mới nói với sư này, thưa sư, bản chất của sư là từ bi, nhưng mà từ bi phải có trí tuệ. Hiểu chưa quý đồng đạo? Quý đồng đạo, từ bi mà không có trí tuệ thì rất dễ cho người khác lợi dụng, mất đi cái bản chất trí tuệ, mất làm lộn lão cả tất cả trong việc tu hành mình, làm cho mình sao? Mà đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là đạo trí tuệ, quý đồng đạo à. Xử lý sự trí tuệ, đem lại có trí tuệ mới đem lại cho cuộc sống mọi người được an cư, lạc nghiệp. Có trí tuệ mới làm người có hạnh phúc ấm no. Có trí tuệ mới xây đắp một xã hội hóa. Có trí tuệ mới đem lại cuộc sống yên ổn. Có trí tuệ mới giúp chúng ta bớt đau thương. Có trí tuệ mới giúp chúng ta giữ giới được, được yên ổn. Bởi vì có giới luật chúng ta mới có yên ổn, mà có yên ổn chúng ta mới phát sanh trí tuệ. Mà có trí tuệ mới chán được năm trần, mà có chán năm trần mới lìa thọ cảm, mà có lìa thọ cảm mới chứng được niết bàn. Mà khi được niết bàn mới giải thoát, chú ý đồng đạo hơn. Vậy thì tóm lại, hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta 8 điều răn cấm, không phải chỉ rèn luyện chúng ta là đạo đức nhân luân, một cuộc sống tốt tươi ở đời thường của một con người với đạo pháp vì dân tộc, mà Ngài còn chỉ dạy chúng ta ngăn trừ tất cả các đồi ác, đem lại chúng ta cuộc sống tốt đẹp, đạo đức trí tuệ, đi đến cái sự phá trừ được những kiết sử bên trong tâm ta, trong tâm của mình, nối lên một cuộc sống từ bi và bác ái. Hay không? Nói lên từ bi và bác ái, mà còn nói lên cho chúng ta luôn tu hành đó, phước huệ song tu đó, đồng đăng bỉ ngạn, để tròn một tín đồ ngoan đạo tiến tu của thầy tổ hết. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa qua trên dưới hơn một tiếng đồng hồ gặp gỡ cùng toàn thể quý vị, 8 điều răn cấm đến đây chúng tôi xin tạm dừng trước khi dứt lời rời khỏi diễn đàn này. Một lần nữa xin kính chúc cùng toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, và quý vị đã thiện sự như ý, trí huệ sáng suốt, hưởng được ánh hào quang vô lượng của Đức Tôn Sư, cũng như mười phương chư Phật tinh tấn tu hành sớm thành diệu quả. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn giáo viên đã hoàn thành xong cái đề tài của mình. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Lê Quang Nghĩa cùng lên diễn đàn để ban chỉ sự trao hai phần quà của tặng giáo lý viên của thể hiện cái tấm lòng. Mời gặp quý vị cho chào tay quý vị để chụp hình lưu niệm. Xin chào mừng quý vị. Trước khi chúng ta nghỉ xong rồi mời quý vị ăn toàn. Trước khi chúng ta nghỉ giải lao, thay mặt ban tổ chức nói về cơn bão miền Hồ Bắc đó là ban